Rồi, hello, chào anh em, chào cả nhà. Thì Sang vừa nhập hàng xong, thì bây giờ sẽ giới thiệu với anh em những cái sản phẩm của Supertool bên Sang phân phối. Nói chung Supertool này sẽ hiện tại thì chỉ có hai đơn vị mà phân phối ở Hà Nội và một cái của mình thôi, là hai nơi thôi. Mình thì ở miền Tây. Đó. Thì giá này nói chung thì chắc cũng ngang nhau, hoặc là có thể là cái người, nói chung là tùy theo cái tình hình của từng cái shop mà người ta định giá sản phẩm nên người ta bán thôi, giống như mình vậy thì mình canh theo giá của hãng mình bán, hãng đưa ra nhiều mình bán nhiều đó. Chứ cũng không có cao thấp gì nhau hết trơn. Khi bán giá cao thì đã giàu lâu từ lâu rồi ha, giờ chưa có giàu. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có bao nhiêu sản phẩm đây, 1, 2, 3, với đây là ba cái mỏ lết, ở đây là cái cờ lê móc để ứng dụng rất là nhiều, và hai cái bộ lục giác hai dạng khác nhau đó. Thì Sang sẽ giới thiệu từng chi tiết từng món một cho anh em của hãng Supertool. Nói chung hãng Supertool thì nó nổi tiếng cũng lâu rồi, có tuổi đời gần 100 năm rồi. Thì nó chuyên về những cái thiết bị công nghiệp nha anh em, như là cái kẹp ton nè, cảo sập nè, đó, những cái đó là hàng xài bền vô đói, cờ lê đuôi chuột nè, rồi như những cái chiếc cờ lê như thế này, mỏ lết nè, rồi cảo, đó, chuyên cảo luôn, chuyên cảo, ha, đó. Bây giờ Sang sẽ giới thiệu với anh em từng sản phẩm một ha. Trước tiên là cái cờ lê móc này. Cờ lê móc này nó khác biệt, anh em mua cái loại cờ lê móc cố định thì anh em phải mua nhiều cỡ, tại bởi vì mỗi cỡ làm riêng một size, anh em phải mua nhiều cỡ. Còn cái cờ lê móc này anh em xài một cỡ duy nhất, anh em muốn vặn nhỏ hơn thì ta kéo xuống nè, và nó kéo cực kỳ nhanh luôn nè, anh em bóp xuống và đẩy lên như thế này, ha. Lúc này là chúng ta có thể vặn những cái cỡ size nhỏ. Thì cái cờ lê móc này nó ứng dụng trong mở những cái bu lông đai ốc nào đó mà nó có cái gảnh, miễn anh em sọt cái lỗ này vô được thì nó sẽ, ở đây nó sẽ tì nè. Mình ví dụ như là một cái cờ lê này thì nó bự, ví dụ như đây, ở trên cái thân này nó sẽ có cái lỗ đó, khi mà anh em vặn thì ở đây nó sẽ tì vô, nó tì trong cái phôi mình vô, này nó nhỏ quá ha, đó, tì vô và chúng ta vặn mở thôi. Nó rất là tiện lợi luôn ha, xài này là biết nào hư nổi anh em. Những cái con ốc nó làm được ở trên cái này, chúng ta sẽ thấy được cái sự sắc sảo của hãng. Cái cờ lê này thì nó làm chất liệu là rôm vanadium và nó mạ rôm ha. Ở đây kích thước của chiều dài của cái cây này á thì được là, để Sang lấy cái thước Sang đo lên cái. ba mươi tám cm tổng dài nó làm. Thật ra thì biến tấu thêm thôi, thay vì đây là một cái thân của cái mỏ lết thì bây giờ nó sẽ tới khúc này nó sẽ làm thành là một cái thân cờ lê cái dạng móc. Thì cái cờ lê móc này sẽ ứng dụng trong những cái anh em cơ khí máy móc sửa chữa, chúng ta sẽ gặp nhiều cái loại này như hoa lăng bánh xe ở trong máy, những cái đồ thiết bị, những cái phụ tùng ở trong máy á, nó sẽ có những cái con đai ốc, những cái nó có cái gảnh như thế này thì ta sẽ dùng cây này ha, cờ lê móc của Supertool. Thì nó mở tương ứng với là từ 95 đến 165 ly, 95 đến 165 ly nè, 95 đến 165 đường kính anh em, đường kính. Rồi hàng nội địa Nhật ha. Thì cái cây này bên mình bán giá là 725.000 một cây. Mã đặt hàng của nó là SF106. SF106 với giá là 725.000 ha, giá chưa ship. Những cái cà lê như thế này thì hàng bãi thì chúng ta gặp ít, có gặp lắm. Dường như là lâu lâu mới có một cái như thế này. Không thấy đâu ha. Chỉ có hàng mới thôi. Rồi, đó là cái cà lê móc. Chúng ta sẽ có ba cái mỏ lết
ở đây tới 4 cái màu led đặng mà cái màu led kia mình nó bự quá nên mình chưa xách xuống, mình sẽ giới thiệu sau. Đây tương ứng với 3 cái màu led thì màu led thì hàng bãi mình có cá cũng có là khá là nhiều rồi, cá hàng bãi thì nhiều lắm đó về màu led. Và mình nhập thêm hãng Supertone tại vì có nhu cầu, anh em hàng mới thì cũng có chứ mình không có. Hàng bãi mình cũng chuẩn bị ngưng rồi, nhập hàng mới. Hàng mới đây của Supertone ha. Máy kinh Japan đó anh em, chuẩn Japan luôn, nhưng mà lưu ý với anh em là ở trên thân nó sẽ không có để chữ Japan ha. Quan trọng là cái chất lượng của cái mô lết khi mình ta cầm lên trên đây ha. Cái độ sắc sảo được làm rất là tỉ mỉ và được mạ rơm rất đẹp luôn ha. Chuẩn zig, chuẩn zig à. Nó sẽ không đóng mấy cái Japan thì nó sẽ thay vô do đó là chữ zig ha, chữ zig. Thì đây là mẫu mới sau này thì cái chuẩn zig, cái chữ zig nó sẽ khác đi à. Còn logo thì nó dường như là nó không thay đổi nhiều, gọi là Supertone ha. Thì đây là cái kích thước này là 250mm này tương ứng với giá của nó là 325.000. Giá nếu mà tính ra là giá nó tốt lắm em, chứ không phải là nó quá mắc đâu. So với hàng cũ thì nó không mắc lắm đâu ha. 325.000 và mã đặt hàng của nó anh em nhắn giùm là mã là SF125. SF125 với giá là 325.000 ha, giá chưa ship. Thì bên mình có tích điểm cho những anh em mua lẻ, anh em mua lẻ để về sử dụng đó. Tích điểm ha, tích điểm thì cứ 10.000 đồng chúng ta sẽ được 1 điểm. Một điểm đó anh em sẽ được đổi lại với những cái phần quà, với những cái anh em có thể thanh toán lại khi mà đủ đạt số điểm. Rồi, cái này là cây 200mm, cây này là 250, cây này 200mm thì cái cây này giá của nó là 260.000. 260.000. Mã đặt hàng của nó là SF112. SF112 với giá là 260.000 ha, giá chưa ship. Và giá này thì nó đã có phí B, có VAT rồi ha. À, nhiều khi anh em, những anh em ở đây thì có những anh em người ta mua cho công ty thường hay thắc mắc có VAT chưa, thì mình sẽ thông báo là giá này đã mình bán đã có VAT rồi ha. Nói chung là bán hàng chính hãng, hàng mới thì bắt buộc anh em phải là có hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra. Anh em bán hàng dĩ nhiên phải xuất hóa đơn, không thể nào không xuất được. Anh em không lấy thì mình cũng xuất bỏ, chứ mình không có thể nào mình không xuất được đó. Cho nên hàng hóa này chắc ăn giá đó là đã có VAT ha, giá đã có VAT rồi. Đây là cái mỏ led nhỏ nhất, size 150mm của Supertone đó. Nhỏ gọn ha, thép CRV, CRV để tắt của rơm và đem rắc. Thì cây này giá chỉ có 195.000 thôi à, giá tốt ghê anh em. Hàng chuẩn Nhật Bản và được làm sắc sảo cứng cáp, chỉ có 195.000 thôi, mới luôn. Mã đặt hàng của nó là SF114, SF114 với giá là 195.000 ha, 195.000, giá chưa ship. Tiếp tục là Sang sẽ giới thiệu với anh em hai cái bộ lục giác của hãng Supertone. Thì nói về lục giác thì chắc ăn là cái hãng Supertone này nó sẽ không có làm lục giác đâu, mà nó sẽ OEM từ một cái hãng khác. Dĩ nhiên là hãng nó sẽ không cho mình biết là cái hãng nó gia công ở đâu. Về lục giác thì dường như là anh em nếu mà mua lục giác là phải ít nhất là cũng phải vài trăm ngàn trở lên thì mới là ok ha, chất lượng mới tốt nha nè, chất lượng mới tốt. À, cái bộ lục giác này như bị sai giá hay gì à. Chút xíu mình xem lại bộ lục giác này coi. Ai da, sang nha. Thôi giờ Sang sẽ giới thiệu cái bộ này trước đi. Cái bộ này như là mấy bạn làm không có đúng giá rồi. Rồi, cái này. Cái bộ này là cái bộ hoa thị. Đó, để Sang sẽ mở ra. Tại vì cái lục giác á, hàng Đài Loan cũng vậy, anh em thấy là cái hàng Đài Loan cũng vậy, miễn mà nó khoảng vài trăm ngàn trở lên nó mới xài ổn định với anh em mới tốt được. Tại vì cái lục giác là bắt buộc phải là cứng, bắt buộc phải cứng ha.
xài phải cứng thì anh em mới xài mới tốt được, chứ mà lục giác mà yếu yếu là đưa vô dặn vài hai cái là nó bị cong mất tiêu rồi. Đây thì bộ lục giác của Supertool, nó có cái vỏ này người ta quay ra như thế này để em ta rút ra nó dễ. Đây là lục giác hoa thị Supertool đây. Đó. Hàng làm rất là màu sắc đen rất là lịch lãm luôn. Thì ở đây nó sẽ một đầu ở trên là đầu bằng và ở dưới là nhiều lỗ có lỗ ha, thế là nó ứng dụng trong hai trường hợp luôn. Có những cái bộ thì nó chỉ có bằng không, nó không có lỗ, có những cái bộ là lỗ không, nó không có đầu bằng. Cái này nó ứng dụng hai đầu luôn, một đầu bằng một đầu có lỗ chúng ta sử dụng luôn. Thì đây tương ứng với là T50, T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10 và T8. Bộ này chất liệu của nó là SNCM. Thì đối với lục giác thì phải là chất liệu SNCM này nè anh em. Do nghĩa là những cái lục giác là phải sử dụng những cái loại thép này nó mới cứng được, nó không phải như cái cờ lê hay là như cái kìm nha, nó khác biệt cái chỗ đó. Cái chất liệu thép của thằng lục giác nó sẽ khác đi. Và cái độ cứng của cái lục giác này ở đây là được là 58 HRC nha, 58 HRC của hãng Supertool. Rồi, thì cái bộ này tổng cộng có 9 cây và giá của nó là 580.000. Mã đặt hàng của nó SF006. SF006 với giá là 580. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Quá đơn trên 300.000 anh em chuyển khoản sẽ được bao ship, Rồi, Sang sẽ tiếp tục với anh em một cái sản phẩm nữa, đó là cái kìm cắt cộng lực của hãng Supertool. Đây. Cây Supertool này nó làm cái cán quá đẹp, cực kỳ sắc sảo luôn. Nhìn cái cán nó là ghiền. Cái cán nó được mạ rơm và cực kỳ dày. Cây này thì chất lượng hơn MCC nha anh em. Cái kìm cộng lực á. Làm rất là dày luôn. Lưỡi thì nói chung là nó sẽ cắt được 4 ly đối với cáp, 2 ly đối với dây nóc rồi đó, 2 ly ha. Đây là cắt tối đa là 4 ly, hàng Made in Japan, sản xuất tại Nhật. Trên cán nó sẽ để Made in Japan. Cái màu cam đó, cái máy ảnh nó không phóng cho anh em thấy được. Ở đây anh em sẽ nhìn mắt thường mới thấy được, Made in Japan nằm ở đây. Thì ở trên hai chữ nó sẽ đóng hai bên, đó là dấu hiệu nhận biết của một cái kìm Made in Japan của thằng Supertool. Và trên này thì logo của nó là Super. Phía bên đây là để chữ Made in Japan. Ở cán đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có một cái móc như này để chúng ta xỏ cái dây mà móc an toàn chống rơi á, móc đây. Còn đây là chúng ta gài lại như thế này. Ở trên phần này nó có một cái lỗ để làm gì, để anh em cũng sử dụng móc như vậy luôn đó. Nếu anh em không thích móc ở đây, anh em có thể móc ở đây. Cán này cực kỳ dày luôn. Và chất liệu của nó mạ rôm vanadium rất là dày dặn luôn ha. Cái này nè. Cái này xài nó không có bị xét anh em, xài nó không bị xét. Ở đây nó sẽ làm những cái vân này để chúng ta cắm cắt nó sẽ không bị tuột. Rồi, giá nó cũng khá là tốt so với thằng hãng Sonoda. Giá chỉ có 290.000 thôi. Và mã đặt hàng của nó là SF008. SF008 giá 290.000 đồng cho sản phẩm này ha, giá chưa ship như này. Tiếp tục là Sang sẽ giới thiệu với anh em hai cái cảo cồn bi. Đây. Thì hàng mới anh em sẽ thấy được là hãng nó sẽ để một cái chai. Chai này giống như là gọi là chai dầu ha, chai dầu thôi. Đó. Ở đây là một cái cây để xỏ ngang như thế này. Hàng cũ thì có khi nó mắc cái cây này ha. Và cái chống tâm của nó thì hàng mới nó lúc nào nó cũng nhọn hoắt luôn. Đó, hàng cũ thì nó tà đi bớt đi rồi. Hàng mới thì lúc nào nó cũng cái nhọn hoắt như thế này. Size này là size 3. Nè, nó lên số 3 đó. Và trên này sẽ để Made in Japan.
thì có những cái nó sẽ không có để mà nó dập dập logo. Đó, thì ở đây là cái cảo này á, hành trình của nó là được là một tấc, gần một tấc anh em, khoảng là 9 cm hành trình mà đi lên đi xuống á. Còn cái cảo ra được bao nhiêu đây? Ở đây mình có rất là nhiều loại cảo của Supertool, thì mình hiện tại là mình chưa có nhập hết, nhưng mà anh em có nhu cầu chúng ta có thể đặt, chúng ta có thể tham khảo đâu đó xong rồi liên hệ bên mình sẽ báo giá cụ thể cho anh em. Cái G3 này thì nó mở được là từ 40 đến 75 nha anh em. Đường kính của cái vòng bi đó là từ 40 đến 75 ly. 40 75 ly thì cái vòng bi nó khoảng như đây nè. Khoảng như đây nè. Đó. Thì cái giấy đây nè, anh em xem có thể tham khảo thêm những cái vòng bi ba chấu. Vòng bi nó còn nhiều cái loại vòng bi lắm, ở nhiều loại cảo lắm. Cảo ba chấu rồi cảo thủy lực. Cảo thủy lực thì dành cho những anh em nhà xưởng mở sửa chữa những cái máy motor lớn, motor ba pha đó thì dùng đến cảo thủy lực. Rồi, cái cảo này giá của nó là 690.000, 690.000 ha. Mã đặt hàng của nó là SF120 với giá là 690.000, giá chưa ship luôn. Còn đây là cái cảo này trị giá của nó là 1.400.000. Để mà xem có gì mà mắc dữ vậy. Mắc hơn hàng chợ nhiều ha. Chợ thì nó chỉ có vài trăm ngàn. Đây, thì đây là cái cảo ba chấu anh em, cảo ba chấu. Đó. Đây chúng ta là cái ti cảo nè, ti cảo chính giữa. Mỗi cái đều nó sẽ rời như thế này. Em muốn sử dụng á thì em gắn vô. Thì lúc này đó, nó cái cảo vòng bi ba chấu á thì nó sẽ cảo được cái vòng phía bên trong và cả phía bên ngoài luôn, tùy theo em muốn gắn lắp như thế nào thôi ha. Đó. Thì đây nó sẽ anh em có thể dời từ đây qua đây luôn nè. Còn muốn lắp cảo phía bên trong thì chúng ta lắp như thế này. Nó có nhiều cái tư thế để chúng ta mở ra ha. Đây nè, Sang sẽ lấy cái giấy hướng dẫn này ra cho anh xem. Đây, cảo vòng bi. Cảo vòng bi ba chấu ha. Nó sẽ ba chấu. Thì cái loại ba chấu này á, giá của nó là 1.100.000. Cái này là GT100. Cái model của nó là GT100. GT100 thì nó có cái gì nha, đường kính bao nhiêu nha, để sang xem coi. GT100 thì nó vẫn là đường kính 50-100 ha, 50-100 nha anh em. Tức là đường kính mà nó cái pulley hoặc là cái vòng bi lớn nhất là 100mm. Đây đó, hãng nó sẽ cho chúng ta sẽ có một cái ti như thế này. Đó, cái này em gắn vô. Gắn vô đây. Ha. Gắn lại. Rồi. Cái hành trình của cái này á thì nó được là một tấc. Hành trình tháo ra là được một tấc ha. Giá của cái này 1.100.000. Mã đặt hàng của nó là SF119. SF119 giá 1.100.000 nha anh em, giá 1.100.000. Giá chưa có phí vận chuyển. Rồi, đó là những sản phẩm Sang vừa giới thiệu với anh em. Anh em xem có thể ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video. Đặt hàng thì anh em cứ nhắn tin, gọi điện như thế nào đó cũng được hết ha. Nó có hai, Sang có hai số điện thoại. Một cái số ở ngay màn hình và một số ở dưới video. Tại vì Sang không muốn để trên màn hình là nó quá nhiều cái thông tin, để quá nó nhìn nó lộn thợn quá. Thì ở dưới video có số điện thoại để anh em gọi ha. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn cả nhà.